chánh văn phòng tàu bạch ốc John Kelly sắp từ chức. CNN loan tin ông John Kelly dự kiến sẽ từ chức chánh văn phòng tàu bạch ốc trong những ngày tới. Những mấy ngày vừa qua, chánh văn phòng tàu bạch ốc John Kelly và Tổng thống Donald Trump đã không nói chuyện với nhau và người thay thế ông đang được tìm kiếm. CNN nói Tổng thống Trump đang tập trung vào một kế hoạch thay thế nhân sự, mặc dù một người tham gia vào quá trình tuyển chọn nói hiện nay chưa có kết quả cuối cùng cho đến khi ông Trump công bố. Một trong những người thay thế tiềm năng là ông Nick Ayers, chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence, người vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu. CNN nhắc lại rằng, vào tháng 7, ông Kelly cho biết Tổng thống Trump đã yêu cầu ông tiếp tục giữ chức vụ chánh văn phòng cho đến ít nhất là năm 2020, và ông đã đồng ý. Tuy nhiên giờ đây, với một bế tắc không thể phủ nhận giữa ông và Tổng thống Trump, cho nên ông sẽ rời khỏi vị trí chánh văn phòng trong những ngày tới. Ông John Kelly là cựu tướng 4 sao của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Trước khi được bổ nhiệm làm chánh văn phòng tàu bạch ốc vào cuối tháng 7 2017, ông là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa.